Nhận thức rõ vai trò của văn hóa đọc trong đời sống tinh thần, những năm qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, thành phố đã luôn tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, quan tâm phát huy có hiệu quả hệ thống thư viện. Thư viện thiếu nhi thành phố Bắc Giang được tái lập vào tháng 5 năm 1998. Đến tháng 2 năm 2013, thư viện chuyển địa điểm mới đến công viên Ngô Gia Tự, có diện tích sử dụng là 300 m², phòng đọc 70 m², đồng thời đổi tên thành Thư viện thành phố Bắc Giang. Với phương châm phục vụ tất cả vì bạn đọc, Thư viện thành phố mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, mỗi năm phát gần 500 thẻ bạn đọc miễn phí, thu hút hơn 3.800 lượt bạn đọc. Hiện nay, thư viện có hơn 14.000 cuốn sách báo, tài liệu, tạp chí, truyện thuộc nhiều thể loại phong phú đa dạng như sách tham khảo, sách khoa học đời sống, truyện thiếu nhi, sách lịch sử địa lý và các vấn đề xã hội. Hàng năm, thư viện còn được thành phố cho bổ sung thêm nhiều loại tài liệu, sách báo, tạp chí với tổng kinh phí lên tới 30 triệu đồng. Thư viện trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như bàn ghế, quạt, điều hòa, nước uống, đèn chiếu sáng. Thư viện có lắp đặt hệ thống máy tính hiện đại phục vụ cho việc lưu trữ, in nhãn, phích và quản lý sách hiệu quả. Có hai khu đọc sách và tìm kiếm sách riêng biệt để phục vụ bạn đọc. Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, phù hợp với xu thế phát triển thời đại 4.0, từ tháng 4 năm 2020 đến nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố đã mở và duy trì chương trình Thư viện Sách Nói trên YouTube. Mỗi tuần có hai chương trình mới vào thứ Ba và thứ Bảy, truyền tải các tác phẩm tiểu thuyết, văn học. Ở bất cứ đâu, với máy tính hoặc điện thoại, thính giả truy cập vào YouTube với từ khóa Thư viện Sách Nói thành phố Bắc Giang có thể dễ dàng theo dõi chương trình. Từ khi có chương trình này, đến với thính giả đã được quan tâm lắng nghe, có nhiều chương trình thu hút hàng ngàn lượt nghe. Em rất thích đến thư viện thành phố để đọc ạ. Bởi vì thật ra ở đây thư viện sạch sẽ, thoáng mát, các cô cũng rất là thân thiện. Và đặc biệt hàng tuần thì em còn thích lên thư viện sách nói của thành phố để nghe, bởi vì là giọng đọc của cô phát thanh viên thì nghe rất là hay và truyền cảm. Ở đó thì em có thể nghe được cả những tác phẩm văn học giúp cho em có hứng thú học hơn trong môn văn. Bên cạnh thư viện của thành phố, tại 33 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, hệ thống thư viện cũng được quan tâm xây dựng, đầu tư khang trang, sạch đẹp. Trong đó có nhiều thư viện đã ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, tra cứu sách, mang lại hiệu quả. Con cảm thấy rất vui và thích thú vì năm nay trường con có thư viện mới rất đẹp. Ở đây chúng con được tìm hiểu và khám phá rất nhiều những cuốn sách bổ ích. Ngoài ra chúng con còn được tra cứu những thông tin trên máy tính của thư viện. Chúng tôi đã tham mưu cấp trên đầu tư xây dựng phòng thư viện của nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn thư viện đạt mức độ 2 theo thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Hiện tại thì thư viện trường tiểu học Ngô Sĩ Liên chúng tôi có diện tích là 130 m², trong đó thì diện tích phòng đọc cho giáo viên là 48 m², diện tích phòng đọc cho học sinh là 84 m². Chúng tôi đã xây dựng được hệ thống quản lý thư viện số liên thông với quản lý thư viện truyền thống, rất thuận tiện cho việc mượn trả sách của các em học sinh. Sách có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, là nguồn tri thức vô giá đối với mỗi chúng ta. Với việc đa dạng các hình thức hoạt động, thư viện đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong đời sống người dân.